Mến chào các bạn, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Luyện Nghe Tiếng Anh được phát sóng vào lúc 9 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Kiss English. Cứ đúng 9 giờ tối thứ bảy, các bạn hãy vào YouTube gõ từ khóa Kiss English và xem video nằm trên cùng nha. Rất mong sẽ được nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ các phía các bạn và hãy subscribe kênh để theo dõi những clip mới nhất cũng như share video để nhiều người biết đến kênh nha. Cảm ơn các bạn và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Hello guys. It's me again, and today we learn a new topic about the sentence I have to plus verb. Chào mọi người, là Thủy. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học thêm một cấu trúc, đó là I have to cộng với một động từ nào đó. Và cấu trúc này have to á, nó để diễn tả một cái việc gì đó cần phải được làm, cần phải làm ha. Và nó diễn tả một cái điều có thể là hơi bắt buộc ha. Tất nhiên là nó sẽ nhẹ hơn từ must, là từ phải. Nhưng ở đây có nghĩa là bạn phải làm cái gì đó và tôi cần phải làm cái gì đó. Nhưng không phải là must 100%, nhưng mà nó vẫn có mang sắc thái nghĩa là tôi bắt buộc là tôi phải làm một cái gì đó. Bây giờ mọi người hãy cùng nghe một vài ví dụ và để mình cùng học thêm một vài từ vựng với Thủy nha. I have to unpack my bags. I have to unpack my bags. Trong trường hợp này, các bạn sẽ nghe một cái cụm ha, là unpack my bags. I have to unpack my bags. Có nghĩa là tôi cần unpack, ở đây là dỡ hàng, mở ra ha, tháo dỡ ra. Unpack my bags có nghĩa là tôi cần phải tháo dỡ, lấy hết toàn bộ đồ đạc ra trong cái túi của tôi ha. Unpack my bags. Unpack my bags. I have to unpack my bags. Các bạn nghe và lặp lại với Thủy nha. I have to unpack my bags. I have to unpack my bags. Tôi cần phải tháo đồ của mình ra, nói chung là lấy đồ ra. Chẳng hạn khi như bạn đi du lịch đúng không? Xong bạn bảo là chỉ khi mà mình đến khách sạn á, các bạn bạn bè mình rủ là mày đi ăn đi mày, thì mình kêu là tao cần phải lấy một ít đồ, tao cần phải tháo đồ ra đã, tao phải dỡ đồ ra, tao lấy một vài món đồ chẳng hạn như vậy. Thì mình sẽ dùng là I have to unpack my bags. I have to unpack my bags. Tôi cần phải tháo đồ ra, tao lên phòng chút xíu nha, tao xuống liền ha. I have to unpack my bags. I have to unpack my bags. Alright, tiếp tục ha. Ví dụ như khi mà bạn đang học ở trong một trường học và bạn cần phải chuyển trường vì bạn không chấp nhận được bởi vì trường đó giáo viên không có đẹp. Thì bạn sẽ nói một cụm là I have to switch schools. Again. I have to switch schools. Ở đây mình có từ switch có nghĩa là chuyển ha, là đổi, là tráo. Thì ở đây là I have to switch school. School, school là trường học ha. Switch là chuyển, là đổi, là tráo. I have to switch school có nghĩa là tôi cần phải chuyển trường. Các bạn nghe là phải theo Thủy nha. I have to switch schools. I have to switch school. I have to switch schools. I have to switch school. Switch school. I have to switch school. All right. Next. I have to use the telephone. Again. I have to use the telephone. I have to use the telephone. I have to use the telephone. Used the telephone. Telephone. Các bạn nhớ đọc là phone, nhưng chẳng phải là phone phone ha. Telephone. Telephone. Tôi cần phải sử dụng điện thoại. I have to use the telephone. I have to use the telephone. I have to use the telephone. Tôi cần phải sử dụng điện thoại. Used the telephone. I have to use the telephone. Ví dụ như mình muốn đi vào phòng tắm lắm rồi, mình nói sao ta? I have to go to the bathroom. I have to go to the bathroom. Ví dụ đang nói chuyện với anh bạn, tôi cần phải toilet chút xíu nữa nha. I have to go to the bathroom. I have to go to the bathroom. Bathroom là phòng tắm ha. Bathroom. I have to go to the bathroom có nghĩa là tôi cần đi vào phòng tắm. I have to go to the bathroom. Hoặc là nhà vệ sinh. I have to go to the bathroom. I have to go to the bathroom. I have to go to the bathroom. Tôi cần đi vào nhà vệ sinh. I have to go to the bathroom. Ở đây mình học nguyên một cụm luôn ha. Go to the bathroom. I have to go to the bathroom. Very good. Next. Ví dụ như đã đến lúc mình phải về rồi đúng không? Mình nói là ta cần phải đi bây giờ đây. Mình nói sao ta? I have to leave. Ở đây mình học một cụm, một cái động từ ha. Leave là rời khỏi. Ta cần phải đi khỏi đây thôi. I have to leave. I have to leave. Again. I have to leave. I have to leave. I have to leave. Tôi cần phải rời khỏi ngay. Rồi, ngoài ra thì các bạn sẽ thay thỉnh, các bạn có thể thêm từ don't ở phía trước vì cái từ là have to. Mục đích bạn muốn nói với ai đó là người ta không cần bắt buộc phải làm như vậy đâu. À, thì mình sẽ phủ định lại cái sự
bị bắt buộc thì mình sẽ có một cụm là don't have to. Và các bạn hãy cùng nghe một vài cái ví dụ ha. I don't have to switch schools. I don't have to switch schools. I don't have to switch school. Tôi không cần phải chuyển trường. I don't have to switch school. I don't have to switch school. Mình nghe và cùng tập lại với Thủy nha. I don't have to switch schools. I don't have to switch school. I don't have to switch school. I don't have to switch school. Tôi không cần phải chuyển trường. Next. I don't have to use the telephone. 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 Tôi không cần phải sử dụng điện thoại ha. Use the telephone. I don't have to use the telephone. I don't have to use the telephone. Next. I don't have to go to the bathroom. 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 Tôi không cần phải đi toilet đâu. I don't have to go to the bathroom. I don't have to go to the bathroom. I don't have to leave. I don't have to leave. I don't have to leave. Tôi không cần phải rời khỏi ha. I don't have to leave. I don't have to leave. I don't have to leave. Tôi không cần bị bắt buộc phải rời khỏi nó. Ok, vừa rồi chúng ta đã học thêm một cụm mới đó là I have to cộng với một động từ ha. I have to. I have to để diễn tả một cái sự là tôi cần phải làm cái gì đó sớm thôi. Mô tả bạn cần phải làm một cái gì đó sớm. Và khi mà bạn thêm don't have to có nghĩa là bạn không cần phải làm một cái gì đó. Alright, thì hy vọng các bạn đã hiểu và các bạn sẽ sử dụng được cụm từ này trong giao tiếp hàng ngày của mình nha. Thank you for listening to my audio and I hope to see you in the next audio. Bye.